ta sẽ coi lại vạn sự tùy duyên một lần nữa. Đó. Một đồ mà bộ đồ mà hàng ao ước của bao nhiêu cao thủ thiếu lâm. Thứ không mắc ọc 40 cộng 3 sát thương 60 sát thương 150%. Đây con ngựa thì mình rất là mong muốn được đeo một lần. Chưa bao giờ mình được đeo trên người một lần anh em ạ. Mình chỉ chơi võ lâm offline mới đeo được thôi chứ còn võ lâm chính thức chưa được đeo. Giá trị của nó thì chắc khó nói hết anh em. Giá trị của nó thực sự là không biết bao nhiêu là tiền. Đó, đồ thì khỏi phải mói rồi. 5 món hoàng kim môn phái. Đó. Thế này kinh khủng chưa? Đó. Mặc bộ đồ như này như là Phật tổ luôn nè, Phật tổ giáng trần. Quá kinh khủng. Rồi mình sẽ tàng hình một lần nữa. Rồi phái gì đây? Mang ngựa phi vân, hai ngựa phi vân. Ôi cập phong võ đăng kiếm anh em, võ đăng kiếm mà phái gì đây? Đó, võ đăng kiếm và ngũ độc anh em gặp thiếu lâm nga mi, võ đăng kiếm ngũ độc gặp thiếu lâm nga mi, ngon ngon hấp dẫn hấp dẫn. Mình thấy cái ngọc bội lăng nhạc cái gì 40 giây lận mà 40 giây coi võ đăng này chứ anh em. À, 40 giây mình thấy võ đăng ngọc bội lăng nhạc. Úi giời 33 luôn. Úi giời ơi. 333 luôn. Úi giời ơi. Cặp phong 21 20. Má đồ ghê gớm lắm nên lăng nhạc nổi chỉ 20 giây thôi em, tí mình coi nhé nè. Rồi. Rồi vô bạc 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 Nga Mi chạy nè. À, võ đăng có võ đăng nó dí Nga Mi cũng hơi bị khó khó chịu đấy. À, võ đăng khí anh em ơi, chứ võ đăng kiếm. À, võ đăng khí nó xoáy Nga Mi kìa anh em. Trời ơi, nó xoáy Nga Mi kìa. Trời ơi, máu tụt kìa. Cẩn thận Nga Mi ơi. Anh em thấy võ đăng cầm ngọc bội lăng nhạc chưa, nó xoáy kìa. Ngã người rồi, hai ngũ độc ngã người rồi. Ngũ độc ngã người rồi. Đó, độc cụ bài tí máu chết kìa. Trời ơi, Thiếu Lâm chém kìa. Úi dồi, đau liên tục luôn kìa. Úi dồi ôi, Thiếu Lâm nó chém kìa. Đó, mình tưởng con Nga Mi chết rồi chứ anh em. Trời ơi, kèo này chưa chắc anh em, kèo này vẫn vẫn tỷ lệ 50-50 anh em. Rồi mình coi đồ của Nga Mi coi anh em ạ. Thế mà xoáy mình thấy máu trắng luôn. Chào bác Nguyễn Nguyễn nha, hấp dẫn lắm bác. Ôi trời ơi, hoàng mỹ luôn. 20 luôn. 26, 28, 27. Hệ thủy, hệ hỏa, hệ kim, một món khăn lôi, nón vô ma, vậy có một món khăn lôi à? Đây là khăn độc, vậy có món khăn lôi à? 30, với 20 là 50, với khăn lôi 15 nữa. Nó hèn chi bị xoáy mà thấy tụt huyết áp luôn anh em. Mình thấy xoáy mà cũng ngâm đi tụt huyết áp luôn. Và đây và bây giờ mình dùng chim ngưỡng đồ của danh mắt xanh cặp phong 21 20 mình cứ tưởng kiếm chứ mình tưởng mang dây chuyền cặp phong là tưởng võ đăng kiếm chứ ai ngờ không phải nha mà là võ đăng khí đó đó tốc 30 mà choáng băng sát bộ đình quốc cực phẩm rồi khỏi nói bộ đình quốc cực phẩm khỏi nói anh em lăng nhạc thắng độc choáng làm chậm nhận làm chậm 40 sinh lực nội lực lăng nhạc kế nhất cái lăng nhạc anh em ạ ngựa phi vân hình như vô vòng rồi anh em và chúng ta coi lại con ngũ độc Hứa Văn Cường tại sao mà chết nhanh dữ vậy chém bạc bạc lực ngựa đao thủy bằng 20 29 30 một hỏa hai hỏa ba hỏa bao tay minh não nó phun phòng thủ vật lý mà chém ghê anh em mặc dù phun phòng thủ vật lý mà vẫn bị chém rất đai như thường phun phòng thủ lý tối đa anh em 1 2 3 4 5 món khá tất cả 20 ngựa phi vân đó, chỉ kết con danh mắt xanh này độ niềm ao ước của bao nhiêu võ đang mang cái kiếm mà đánh khí anh em ạ lừa tình nhau không
À, bộ định có cực phẩm luôn. Rồi, chúng ta vừa được xem những bộ đồ của bốn cầu thủ. Anh em có dự đoán gì về cho cái hiệp đấu thứ hai này không? Đúng rồi, bác Nguyễn Quốc Phong kỳ hệ đúng không? Kỳ hệ thì võ đang kỳ hệ Nga Mi Thiếu Lâm. Cẩn thận Nga Mi ơi, Nga Mi mà sốc đam mà thua đó nha. Đúng rồi, chạy đi Nga Mi ơi, cứ chạy đi để cho mọi việc cứ để con Thiếu Lâm lo. Cứ chạy đi mọi việc để Thiếu Lâm lo. Lâu lâu đứng lại bắt một hai cái thôi. Bắt một cái cho con Ngũ Độc đứng lại thôi. Đó, chém cứ đứt bắn một cái đúng rồi, bắn một cái rồi, bắn một cái rồi chạy tiếp. Đừng cố gắng đứng lại lâu, chết con Nga Mi thấy chưa anh em. Chết con Nga Mi thấy chưa anh em. Một mình Thiếu Lâm vẫn cân được, yên tâm. Ờ sao con Thiếu Lâm mà chết rồi. Một đều, quá hấp dẫn luôn anh em, một đều. Chúng ta coi đam coi. Hứa Văn Cường bị đánh trúng 50k, 48k, ngang ngửa nhau thôi. Chỉ cách nhau có 2k đam thôi. Mà Nga Mi bị đột tử anh em ạ. Tại vì trên người của Nga Mi mang có đúng có 30 khăn lôi cộng dây chuyền nữa thôi. Rất là ít khăn lôi. Đồ Thiếu Lâm gắt quá. Á đồ ghê thật. Kiếm vợ đang cầm chủ ý lấy hiệu ứng. Đúng rồi bác Nguyễn Nguyễn. Vợ đang lấy hiệu ứng. Mà vợ đang khí nó chị đánh ghê thật. Á xoáy lăng nhạc 333 mà. Một đều anh em, quá hấp dẫn, quá hấp dẫn. Nga Mi chỉ đứng lại đánh một cái và chạy thôi. Thực sự võ đang xoáy rất là thấm anh em ạ. Chúng ta thấy có thể xoáy Thiếu Lâm mà thấy máu tụt như đáp thôi. Một đều anh em, quá hấp dẫn, quá hấp dẫn. Vẫn có đường thắng cho Danh Mắt Xanh và Hứa Văn Cường anh em. Vạn sự tùy duyên, nếu mà đánh không cẩn thận thì có thể dễ bị loại lắm anh em ạ. Nhưng anh vẫn có cửa vào nhánh thua mà. À, nếu mà vạn sự tùy duyên thua thì rất là tiếc. Một bộ đồ quá đẹp, đi con ngựa rất là đẹp, đẹp trai nữa. Mang bộ đồ rất là đẹp trai luôn. Mà để thua thì cũng hơi bị tiếc. Nga Mi chụp năm độc để Thiếu Lâm chắc. Đúng rồi bác, chụp mà chụp, nếu mà chụp mà lâu quá thì con vỏ đao nó sẽ chết. Nên là theo mình nghĩ thì Nga Mi nên đánh một cái thôi rồi chạy. Một đều thì em chở ra một đều bác Nguyễn Nguyễn ơi, một đều. Em thì vẫn tin hai bên đều tỷ lệ thắng là 50-50. Mọi điều vẫn có thể xảy ra được. Chào bác Cậu Tư nha. Chào bác Đặng Duy. Chào bác Thiện Phúc. Anh em xem like ủng hộ mình một like anh em ơi. Một trận đấu rất là hấp dẫn. Từ trước đến nay mình thấy rất là gay go luôn. Ghê, phòng liên đấu hạng mấy? Hạng tư anh em ạ. Liên Võ Lâm liên đấu hạng tư luôn. Ghê. Ngũ Độc Võ Đang liên đấu hạng tư anh em thấy ớn ăn chưa? Còn không biết là Vạn Sự Tùy Duyên liên đấu hạng mấy đây. Không thấy có vòng. Chụp hai cái rồi chạy. Đúng rồi bác Nguyễn Quốc Phong, em cũng nghĩ như bác đó, chụp hai cái rồi chạy. Thì mình lúc mình chạy thì cái tia nó tới. Cái gì vậy? Thông báo hai tổ độ hai con năm độc gì đây? À chết cha, vẫn còn trang sức anh em. Toàn rồi. Chết rồi anh em. Thế lại quy định là không được dùng trang sức anh em ạ. À. À bó tay. À bó tay đang trận đấu hấp dẫn mà vẫn còn xài trang sức. Quên rồi, chết rồi. Vải đá đang đánh hấp dẫn anh em ạ. Quên, thế lại quy định là bỏ cái này, không được dùng cái này anh em ạ. Bó tay đang đánh hấp dẫn. Đang cho khán giả xem một trận đấu rất là hấp dẫn mà ban tổ chức lại kêu còn tuyết ho tinh ấy. Chết rồi. Thôi kệ, cứ đấu cho anh em xem anh em. Đấu cho anh em xem cho tâm phục khẩu phục anh em ạ.
Đối với anh em sẽ tâm phục khẩu phục. Cứ đấu đi anh em. Không đấu rồi, cứ đấu anh em, cứ đấu cho hấp dẫn, đúng rồi. Đúng rồi, Thiếu Lâm đánh con võ đai nó bớt cái lực hành lại. Đúng rồi, Nga Mi, đúng rồi, Nga Mi chạy rồi. Cứ chạy đi, ngủ độc nó không làm gì đâu, ngủ độc mà lâu lâu đứng dậy bút bùa là chết rồi. Đúng rồi, trời đất, mình thấy là mình để mình Thiếu Lâm cần tin. Con ngủ độc nó không dám làm gì đâu. Lâu lâu Thiếu Lâm trắng ngủ độc lại được cái một hai cái là ngủ độc chết cái gì đâu mà. Đó, đánh vậy cái hay, đúng rồi. Đúng rồi, chết là chết nữa con cường kìa, tí 200 máu kìa. Cứ chém mặt đình và lâu lâu ngủ độc chạy qua là chết thôi cái gì đâu mà. Thiếu Lâm cứ đứng giữa lâu lâu chém ngang ngang. Chết, Ngami chết. Bơm máu nhiều lên Ngami. À trời ơi, Ngami kìa. Ngami quên mua giải độc hay sao ta? À toàn rồi. À toàn. Mặc dù ngũ độc thắng nhưng bị loại nè. Mặc dù ngũ độc thắng nhưng bị loại. À đèn cho Hứa Văn Cường quá. Thêm 200 máu cũng Cảm ơn bác trời mạnh nha. Hủy đây mà, hủy rồi. Rồi chào bác trời mạnh nha. Giờ ban tổ chức mới thấy nè. Giờ ban tổ chức giờ mới thấy nên là thông báo rồi. Xin chúc mừng tổ đội TA vào nhánh thắng nha. À, chia buồn cho danh Mắt Xanh. Xin chia buồn cho danh Mắt Xanh và ngũ độc Hứa Văn Cường. Xin chúc mừng cho Vạn Sự Tùy Duyên. À, thật sự nếu mà theo mình thì Ngami vẫn cứ chạy, mua Ngami nên mua giải độc nhiều vào. Rồi cứ chạy mà làm sao cho chạy mà tới cái đầu của ông Thiếu Lâm nó chém mặc định á. Nó cần đi tạc ngang thôi mà, tạc ngang mà Thiếu Lâm chém là cũng khả năng là dựng đến đột tử ngay. Thôi nói chung là xin chúc mừng cho Vạn Sự Tùy Duyên. Tí nữa là anh bị loại rồi. Nhưng anh chúng ta cùng gặp lại danh Mắt Xanh và Hứa Văn Cường ở nhánh thua nha anh em. Chúng ta vẫn còn một trận đấu của danh Mắt Xanh ở nhánh thua nữa. Và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại Vạn Sự Tùy Duyên ở nhánh thắng nữa. Rất là hấp dẫn cái này mà.